từ năm 2009, QAOM đã và đang thực hiện dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Hoài Đức. Qua các hoạt động tập huấn, tuyên truyền và tham quan học hỏi về quản trị chiến lược kinh doanh, dự án đã thúc đẩy sự phát triển vượt trội và tính chuyên nghiệp trong quản trị doanh nghiệp cho hơn 600 chủ doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cho 10 lớp trong chương trình dự án. Bên cạnh đó, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tư vấn trong nước và quốc tế, nhiều doanh nghiệp đã trở thành những gương điển hình trong thay đổi tư duy và ứng dụng thành công các công cụ lãnh đạo và quản trị học được từ chương trình dự án. Doanh nhân Đinh Doãn Lợi, thành viên lớp quản trị doanh nghiệp 1, dự án QAOM là một trong những gương sáng điển hình thành công của dự án. Thực tế thì tổ chức QAOM đã tư vấn và đào tạo cho tôi trong suốt quá trình 6 năm qua mà tôi cũng áp dụng công cụ vào công ty, thì tôi cũng thấy sự thành công rõ rệt. Cái sự thành công thì tôi cũng muốn chia sẻ tất cả các hội viên được những sự thành công của tôi và các thành viên có thể qua sàng lọc làm áp dụng vào các công ty của các thành viên để làm sao tất cả các thành viên trong tổ chức đều thành công. Nhận thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy hoạt động mạng lưới doanh nghiệp thông qua việc học tập gương điển hình thành công trong dự án, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ xã Kim Trung đã phối hợp với QAOM tổ chức chương trình tham quan học tập gương điển hình thành công của dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ do QAOM tài trợ cho các doanh nghiệp hội viên tích cực trong hội và các thành viên ban cán sự lớp 7, 8 và 9. Thì trong quá trình chúng tôi áp dụng thì thấy công ty đạt được nhiều cái lợi nhuận cũng như phát triển rất tốt, thì trong cái đó thì cũng là sự tư vấn đào đóng góp của tổ chức QAOM rất lớn, thì chúng tôi cũng tự nguyện là bỏ kinh phí và cũng mời anh em đến để cùng chia vui cái sự thành công của công ty. Được, thì đây là một cái mô hình thành công, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm sáng và không gì là người ta nói là trong nghe mà thấy, mà thực ra mà nói như thế này là rất là tốt, mà tôi nghĩ là rất cần thiết, bởi vì từ đó nó sẽ có các tác dụng, tức là một bài học người ta, các doanh nghiệp người ta nhìn trực tiếp chứ không phải thông qua một cái kênh nào cả, trực tiếp người thực việc thực. Tại buổi tham quan và học tập này, ông Đinh Doãn Lợi đã chia sẻ kinh nghiệm thành công sau hơn 6 năm tham gia dự án QAOM. Những yếu tố và động lực khiến doanh nhân Lợi có những quyết định táo bạo trong định hướng và tầm nhìn dài hạn đưa doanh nghiệp phát triển kịp với xu thế chung và giảm thiểu được rủi ro. Không chỉ được nghe ông Lợi chia sẻ mà chủ doanh nghiệp còn đi tham quan nhà máy để tận mắt chứng kiến quy mô và cách tổ chức sản xuất cũng như bố trí nguồn lực sản xuất. Ngoài ra, ông Mario Bruheman, chủ tịch tập đoàn tư vấn Thụy Sĩ đã chia sẻ và phân tích những nhân tố thành công của doanh nghiệp điển hình này. Những lưu ý để duy trì các nhân tố thành công nhằm đảm bảo phát triển ổn định khi doanh nghiệp ở quy mô lớn hơn cũng đã được đề cập tại buổi học tập này. Thông qua việc trao đổi hỏi đáp, các chủ doanh nghiệp đã phân tích và đánh giá được những yếu tố cốt lõi của một doanh nghiệp cần có để đứng vững, phát triển ổn định ở từng giai đoạn và những quy mô khác nhau. Là một học viên của chương trình dự án QAOM thì tôi thấy là vừa học mà vừa học được đi những cái gương điển hình để mình học tập qua những cái kết quả. Đấy, học lại từ những cái gương điển hình đấy thì mình có những cái bài học rút ra kinh nghiệm cho mình và cũng là học tập từ những cái thành công, thì tôi thấy rất là bổ ích. Em nhận thấy là một cái chuyến đi học tập qua cái tấm gương điển hình này rất là thú vị, và nó cho em cũng như các học viên khác được nhìn nhận một cách trực quan sinh động đối với các mô hình nhà máy, cũng tạo cho mình cái niềm cảm hứng để tiếp tục trong các công việc kinh doanh, cũng như là tạo cho mình sự hứng khởi, cảm hứng và sự kiên định để duy trì cái mục tiêu kinh doanh sắp tới. Để giải quyết những khó khăn, thách thức trong doanh nghiệp như sự trồi sụt trong sản xuất mùa vụ, tìm thị trường ngách cho sản phẩm của doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, kết nối hợp tác cùng phát triển giữa các ngành nghề, giữa các doanh nghiệp, các mạng lưới doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức cần chủ động thúc đẩy học tập qua các điển hình. Tôi cũng sẽ rút ra được nhiều cái kinh nghiệm và những cái bài học bổ ích, thì sau này về tôi cũng sẽ cố gắng áp dụng vào cho cái doanh nghiệp của mình, từng bước dần dần là sẽ trở thành những cái doanh nghiệp và xây dựng được như thành một tập đoàn. Thế và đại diện cho lớp 9 thì tới đây tôi cũng rất mong muốn là sẽ cùng với cả tất cả các anh em hội viên trong lớp sẽ có những cái buổi giao lưu gặp mặt để chia sẻ những cái gì kinh nghiệm của mọi người
cho nhau để cùng nhau học hỏi và tiến tới cái sự phát triển thành công. Tôi thấy học tập qua gương điển hình như sáng nay thực tế còn quan trọng hơn nhiều hội thảo. Tại sao vậy? Vì chính chủ doanh nghiệp chia sẻ những trải nghiệm kinh doanh, những gì bản thân ông ta học được và thực tiện ứng dụng sau khi học. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến, được trực tiếp đặt các câu hỏi, đôi lúc là những câu hỏi rất khó, nhưng mọi người được phép hỏi những câu hỏi hóc búa khi kinh doanh. Thực chất, đây là một phương pháp mà các chủ doanh nghiệp tự dạy cho nhau. Tôi khuyến nghị nên tiếp tục tổ chức các loại hình học tập này vì nó gia tăng giá trị của dự án và tôi dám chắc tất cả các chủ doanh nghiệp có nhiều bài học bổ ích từ hoạt động học tập gương điển hình này. Qua chương trình tham quan học tập này, tổ chức YOM hy vọng mở ra hướng học tập nâng cao qua các điển hình làm ăn giỏi ngay trong chính các học viên trong chương trình dự án. Với việc định kỳ giao lưu học tập lẫn nhau, các chủ doanh nghiệp có chiến lược lãnh đạo doanh nghiệp theo hướng vượt trội và chuyên nghiệp.